Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ nói về Medic, Medic và Medic. Ngay bây giờ là 2h14 phút AM sáng ngày 21 tháng 7 2023. Vừa rồi Bitcoin có một sự hồi xuống nha và mình cũng đã làm một cái video cho bạn rồi. Và cái video này thì mình nói về Medic nhưng cái sự hồi này nha thì những cái đồng altcoin nó cũng đi theo cũng giống như riêng Medic, okay. Lúc Bitcoin hồi thì nó cũng hồi lại. Hồi sáng á Ok thì đây cho trong cái video vừa rồi thì mình có đã đánh dấu cho bạn. Nếu mà ở chỗ này mà nó bắt đầu đi lên thì nó có sẽ có một cái sự gọi là mình để ý chỗ này. Ok thì vừa rồi là nó cũng có một sự bay bổng lên đâu khoảng 5%. Sau đó Bitcoin sập. Ok thì nó đi xuống lại. Ok thì để mình nhìn lại đồng Matic. Riêng cái đồng Matic ngay bây giờ vừa rồi mình cũng đã nói nếu nghe nó vẫn giữ được ở trên chấm 685 thì xác suất vẫn là lên lên và lên vẫn giữ ok và cái tín hiệu đầu tiên bạn có thể thấy được đó, là nó nó vừa rồi nó đang nó chống ở cái trend line màu màu cam này khá là nhiều ok thì vừa rồi nó vẫn nằm ở trong cái cái trend line chứ chưa có phá vỡ ra thì vẫn là tín hiệu vẫn là ok riêng về đếm sóng thì bạn cũng đã biết sau đây sóng 1, sóng 2, sóng 3, sóng 4 và sóng 5 sóng 5 ok thì ngay bây giờ là mình đang nằm ở trong gọi là nếu ngay bây giờ nó hồi lại thì nó chỉ vẫn là sóng 4 thôi sóng 5 chưa có xảy ra nhiều lúc nghe nhiều lúc Sóng năm sẽ không được kết thúc có nghĩa là nó sẽ hú xuống luôn ngay bây giờ không nghĩa là lúc nào mình vẽ những cái sóng này lúc nào nó cũng hoàn tất hết đó không phải là vậy nghe nó có thể phá vỡ cái gọi là cái cái hình hài cái cái sóng của mình à, riêng ngay bây giờ nói mà đây là đấy á, thì hơi sớm nó phải lên nha xong cái sóng số 5 sau đó là nó có ba cái sóng hồi nghĩa là một hai ba và mình bắt đáy ở đó để mình đu đỉnh lên cái lần kế tiếp cũng giống như những cái trường hợp khác và nếu mà nó là nó cao như vậy thì ở đây nó nói lên đây là đấy rồi đấy 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 ok nhưng cho nếu ngay bây giờ mà nó bập bên đi lên lại ok thì cái trường hợp nó bập bên đi lên lại để mình nói chỉ cái trường hợp nó xuống luôn đi nghe nếu nó cắn xuống cái con này luôn á ok thì rõ ràng chuẩn bị cho những con này chuẩn bị cho con những con này có thể thu gom vô đợi nó đắp cánh để đu đỉnh lên chứ không có gì hết vừa rồi từ đây lên đây nó là coi là một cái phần trăm khá là cao rồi nó okay, kẽ đây và có thể thấy là nó đã lên 73% thì bây giờ nó có cường một cái sóng hồi tôi không có gì hết nha nếu mà nó hồi ngay bây giờ và cái xác suất á ok nếu mà nó không chứng tỏ nó thì xác suất hồi sẽ nhiều hơn nghe bởi vì sao về hình hài thì nó đang nằm ở trong một cái ascending wedge một cái giữa hai cái vành cam này ok và xác suất hồi xuống cái vành cam á, thì thường thường là 60% và 40% đi lên, 60% đi xuống. Nhưng rõ ràng bạn phải để ý là nó cắn cái vành cam này, nó cắn luôn con này thì nó mới là chứng tỏ nó, còn không thì xác suất vẫn là lên. À về hình hài thì vừa rồi mình đã nói. Có vẻ là nó đang tạo là đầu à, đầu và vai, có nghĩa là nó sẽ bay lên, đúng không? Bay lên trên đây, xuống lại rồi tạo cái cánh, tạo cái gọi là tạo cái vai bay lên tới khoảng cỡ 90, 94 đúng không? 94, khoảng cỡ 94, 90 rồi nó xuống lại rồi nó tạ lên. Ok là nó tạo thêm một cái vai cũng giống như cái vai bên đây. Ok rồi sau đó nó sẽ có một sự đột phá. Thì cái đó là hơi sớm để, để, để gọi là mình 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 gọi là suy đoán trước. Mình phải đợi, đợi có thể nó có xảy ra hay không. À, riêng ngay ngay bây giờ vẫn nó vẫn nằm trên cái con này vẫn nằm trên cái trendline thì mình nghĩ là xác suất thì thì nó vẫn vẫn nó lên lên tới tới cái sóng số 5 ngoại trừ Ngoài ngoài trừ nó xuống nó cắn luôn cái vành này cái cái này um, thì nó là vậy bởi vì vừa rồi nó chống được ở đây nghe và nó chống được ở đây nghe nó chống được cái vùng này và nó nằm ở trên cái con số là 71 71 71 ok con số 71 là đâu đây đây ok vừa, vừa rồi trong sự bay bổng này á, mình nói nếu mà nó nằm trên 71 đây đúng không thì nó sẽ bay bay và bay và vừa rồi nó cũng đã bay thì bây giờ lúc nó xuống thì nó phải chống ok nó phải trống Ok 71 lúc lên là kháng cự bây giờ xuống gọi là trống lưng thì okay, nó phải trong ở đây ok thì ngay bây giờ riêng những gì mình thấy ngay bây giờ bởi vì đây là một sự đưa đẩy của Bitcoin thôi nó sập cũng giống như Bitcoin thì nếu Bitcoin ngay bây giờ bò lên lại thì ma đẹp cũng sẽ bò lên lại nha à, bò lên cái đợt này thì rõ ràng nó sẽ cắn cái đầu tiên là nó cắn đâu khoảng cỡ 89 90 Ok, cái thứ hai nó cắn là con giá là 94 năm, 94 năm, 94 năm gọi là cái cái đường cổ. Nghe cái đường cổ của cái structure này, cái cái đường cổ là đường cổ đây. Ok. À, để mình zoom ra chút xíu cho bạn coi. À, ok. Mình tắt đi tất cả mọi thứ luôn đi ha. Thì đây là một cái vai, đây một cái đầu. Thì mình hình dung là nó lên tới đây, nghe. Rồi nó bập bên bập bên, xuống lên ok thì nó tạo cái vai cũng giống như bên đây ok rồi sau đó nếu mà nó cắn được 94 nghe à, nó cắn được 94 là đâu trên đây lận. 94 là 94 ở trên đây là mình xin lỗi 94 đâu trên đây ok nếu nó cắn được con 94 là cái đây gọi là cái neckline cái đường chỉ cổ của nó thì nếu nó cắn được thì mình chỗ đó để cái hình hài đầu và vai nó thực hiện thì chỗ này á, nó phải cần một sự đột phá nó bay một cái vèo đi lên ok cũng giống như đồng Litecoin vừa rồi nếu những người nào đã theo dõi cái đồng Litecoin vừa rồi okay. um, thì những cái hình hài như vậy thường thường nghe nó nó cũng có xảy ra nghe đây là mình gọi là mình thấy nó hơi quen thuộc thôi nghe hơi quen thuộc thôi nhưng uh, ngay bây giờ thì quá sớm để mình xác nhận là xác nhận là là một trăm phần trăm nó sẽ xảy ra rõ ràng bây giờ nó bập bên đi lên đúng không thì để cho con tới con số 90 và chín mươi mấy thì rõ ràng con số này bạn vẫn có thể sử dụng là 79. Ok, 79 là đây, cái vành xanh này. Ok, nếu mà nó bập bên lại là vành xanh á. Và nằm trên vành xanh nghe Nằm trên cái vành xanh này giờ này qua giờ nọ. Mình nói giờ này qua giờ nọ có nghĩa là bao nhiêu tiếng trôi đi. Chứ không phải là râu riêng lên được một tiếng là giống như vừa rồi bạn thấy nè. Bạn thấy nó râu riêng lên được. Râu ria thôi, nhưng nó không phải là nến nữa lúc mà nó râu ria lên vậy á, thì nó nói lên bạn câu chuyện đó là rất là yếu ok và bởi vì vậy nó tụt một cái bèo đi xuống mà thấy chỉ có râu đụng cái 79 không thôi chứ đâu phải là cây nến đụng đâu nếu mà hồi nãy đây là cây nến động và sau đó nó có thêm một hai cây nến ba bốn cây nến nữa thì xác suất là lên lên và lên nhưng đây là râu ok râu nó đụng thì xác suất nó là sẽ gọi là đáp cánh xuống nhiều hơn thì bởi vì bởi vì bởi vì vậy nó đã đáp cánh ok để ý như vậy biết là mình nói là cái tín hiệu là 79 là nó sẽ bay lên nha. Nếu nó chạm được 79 nhưng nó phải nói là chạm giờ này qua giờ nọ. 4 5 6 7 tiếng. Ok thì mình mới nói xác nhận là nó đã nằm trên bộ 79 và nó là lên lên và lên. Vừa rồi nó chỉ râu ri thôi, nghe râu ri không có tính. Lúc nào mình cũng đã giải thích cái vấn đề đó khá là nhiều lần rồi chứ không phải là một lần không. vừa rồi nó đang nằm ở trong cái gọi là cái này. Nghe cái vành cam này. Có thể là những giờ tới đây nó sẽ bật bên thôi. Nó giống như chơi chơi ping pong vậy đó, Bơm bum bum bum. Ok. Uh, cái con số kế tiếp nó lên nó cắn nó có thể là cắn tới con số là 9 90 nha, phần xanh này 90. À uh, rồi sau nó xuống lại, ok nó lên lại, ok. Uh, thì nó đang nằm trong cái gọi là cái một cái uh, một cái ascending wedge, ok và mình nghĩ nó sẽ dính ở trong cái ascending wedge những cái giờ tại đây nha. Thì uh, lúc mà nó lên nó cắn cái cái này chỗ này á có thể là mình có thể là nằm trên đây vài giờ, 5 6 giờ, ok thì mình bạn có thể mua vô từ từ để lên chốt còn khoảng con 90. Hôm nay nếu mà bạn à, cắn bạn mua đúng cái chỗ mà mình đã vẽ cho bạn là đây, cái vành ca, cái vành tím này. Ok bạn không cần mua ở đây, bạn có thể mua bắt đầu mua ở đây. Thì đó là đâu khoảng phần 5%. Một cách rất là ít hơn 5% chút xíu, rất là ngọt, dễ dễ đúng không? Trong một ngày nó không có bay bổng lắm mà mình tạo được 4%. Nếu bạn có 100 triệu trong cái đồng này thì là 4 triệu, đúng không? Một cách rất khá là dễ dàng và những cái đồng khác nữa. Ok giống như cái đồng à Um, cái đồng uh, cái đồng gì nào ta đồng link hôm nay nếu bạn có tiền trong đồng link thì bạn đã chốt tới được khoảng có mười mấy phần trăm ok mười mấy phần trăm uh, và hôm nay mình cũng cho bạn một cái tín hiệu lúc mình mình chốt xong là mình cho bạn một cái tín hiệu là mình nói cái đồng link nó bay bổng ở trên đây cho bạn rồi đây đây là đồng đồng link ok đồng link ok uh, thì đó Um, nếu cắn cái vành này cắn cái này, cắn cắn này, cắn cái vành à cắn cái vành cam này, cắn cái đỏ này. Ok, là 71 đúng không? 71 đây. Ok. Cắn luôn cái này là xác suất xuống xuống và chuẩn bị mua mua giá rẻ để đu đỉnh lên. Ok. Nhưng nghe nó xuống thì xuống sao xuống nhưng mà nó phải dẫn, giữ ở trên 48 để nó vẫn là lên lên và lên nằm dưới 48 là là có nghĩa là ngợp. Ok. Phải nằm trên 48 để mới mới xuất, xuất mới là lên lên và lên. Còn nếu nó đi lên lại thì rõ ràng bạn phải để ý nha. Yeah là con số kế tiếp, bạn nên quan tâm là con số 79 phải nằm trên 79 một thời gian dài, 4-5 tiếng, 6-7 tiếng để mình xác nhận nó đã lên rồi. Nghe, rồi mình có thể thu gom vô cái con giá, con giá khoảng cả 80, 81 để mình lên mình bán cả 90, à, 90, 94 vậy thôi. Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này. Xin chào mọi người.